Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với phiên live ngày hôm nay vào chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2023 của Lê Phạm Thế Vũ. Xin chào tất cả mọi người nha. Hello. Ok, mời mọi người vào xem phiên live ngày hôm nay của Lê Phạm Thế Vũ nha. Xin chào. Hello. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với phiên live ngày hôm nay. Ok, thì mình cũng mới vừa ở, hiện tại mình đang ở trên công ty Dance Studio để mà mình tập nhảy. Và hôm nãy thì lẽ ra hôm nay thì mình có một cái phiên live, nhưng mà do những người đồng đội của mình không có tới, cho nên là không thể thực hiện cái buổi live ở The Vapor Boys được. Đó là lý do vì sao mà ok, mình phát phiên live này rồi, mình chuẩn bị còn một tiếng nữa thôi. Hồi lúc 5 giờ chiều thì mình sẽ thi đấu. Mình thi đấu giải Việt Nam Freestyle Push-Ups Championships hết đất nghệ thuật, giải vô địch hết đất nghệ thuật Việt Nam năm 2023. Ok, thì mình cũng đang chuẩn bị. Và để mà trước khi thi đấu thì mình cũng cảm thấy hơi hồi hộp, và đó là nên là mình cũng muốn lên live và giao lưu với mọi người một tí xíu. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn ủng hộ và yêu thương Thế Vũ trong suốt chặng đường mà Thế Vũ theo đuổi đam mê cũng như là cái sự nghiệp thể thao nghệ thuật của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì chúc mọi người hôm nay một buổi chiều thật là vui vẻ và nhiều ý nghĩa. Thì cũng sắp đến Noel rồi, hy vọng là mọi người cũng có một cái dịp Giáng sinh nhiều niềm vui bên nhà, người thân và gia đình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hôm nãy thì không có live được, thì các bạn bên ekip của công ty truyền thông có hỗ trợ Thế Vũ làm một cái clip biểu diễn về handstand để up lên trên kênh của nhóm The Viper Boys. Ok. Và sau đó thì Thế Hữu cũng xuống tập nhẹ một tí xíu, tại vì mình không có ráng mình tập mạnh, để tí xíu nữa mình còn thi đấu nữa. Mà nếu mà không có tập á thì dây chằng khớp và gân cũng cũng không được làm nóng, thì cũng không có thể thi đấu trình tình trạng tốt nhất được. Đó là lý do vì sao mà hôm nãy mình cũng tập nhẹ một tí xíu. Mình tập nhẹ một tí xíu rồi mình cũng mới vừa đi ăn xong. Đi ăn xong thì mình mới trở về, mình cũng mới nghỉ ngơi một tí xíu. Và mình phát cái live này để giao lưu cùng với mọi người, những người luôn yêu thương và theo dõi cái chặng đường tập luyện calisthenics của Thế Vũ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hôm nay Thế Vũ thi đấu thì Thế Vũ vẫn mặc một cái trang phục rất là quen thuộc, một cái custom outfit rất là quen thuộc, đó chính là cái bộ đồ All Black. Cái bộ đồ All Black mà Thế Vũ thường dùng để biểu diễn và thi đấu trong suốt năm 2023. Thật ra thì cái bộ đồ này thì Thế Vũ mặc ở giải Street Vô Cao Lenin vào năm ngoái, vào ngày 4 ngày ngày 3 tháng 12 năm 2022, vào năm ngoái rồi. Và mặc nó để mà thi đấu và biểu diễn xuyên suốt đến tận thời điểm hiện tại ha. Ok, mọi người có thể xem thử. Đó, đây là cái outfit. Đó. Đó là cái outfit. Đó. All black. Từ trên xuống dưới đều là đen luôn. Hai cái vòng tay cũng màu đen. Ok, thì cái mục đích mà cái bộ mặt thế này là để dễ dàng tăng cái độ nhận diện, và cũng như là cái bộ cũng rất là thích cái cũng rất là thích thích cái trang phục này. Cũng rất là thích cái trang phục này, nó giống như là gọi là cái bộ đồ día vậy. Nó gọi là cái bộ đồ día này. Khi mà mình mặc nó mình cảm thấy là giống như kiểu như Superman hay là Batman á, thì cũng có một cái bộ outfit cũng mặc hoài đúng không? Thì Thế Vũ nghĩ là Thế Vũ cũng sẽ làm như vậy, tức là để tăng cái độ nhận diện luôn, tức là nhìn vô Thế Vũ là mọi người thấy mặc mặc cái bộ đồ này, tức là nhận ra Thế Vũ liền, nhận ra Thế Vũ calisthenic liền đó. Ok, thì hôm nay là Thế Vũ chuẩn bị thi đấu cái giải Việt Nam Freestyle Push-Ups Championships năm 2023, giải vô địch hết đất nghệ thuật Việt Nam năm 2023. Thì
Bữa giờ thấy Vũ cũng cố gắng giảm cân. Thì đối với tại người của thấy Vũ thì rất là dễ tăng cân, tại vì mình là dạng người dễ hấp thụ. Tại người dễ hấp thụ nên rất là dễ tăng cân. Nó được cái lợi của tại người dễ hấp thụ là dễ lên cơ, dễ tăng sức mạnh, nhưng mà bị cái là sẽ rất là dễ tăng cân. Nó cho nên là phải tập ở cường độ cao thì nó mới đốt hết cái năng lượng dự trữ được. Còn nếu mà ăn nhiều quá thì nó cũng không tốt, mà ăn ít quá thì nó lại không có đủ năng lượng để tập luyện được đó, cho nên là cũng khó. Đó thì bữa giờ mình cũng giảm cân, cũng cố gắng giảm cân, thì hôm nay không biết ra thi đấu sẽ như thế nào. Và bữa giờ thì mình cũng ít tập lăng tre lại, bởi vì mình để sức để thi đấu cái giải này. Trong cái giải Việt Nam Freestyle Push Up Championships này thì chắc chắn là Thái Vũ sẽ sử dụng lăng tre Freestyle Push Ups, sẽ sử dụng lăng tre Freestyle Push Ups, tất cả nhờ sử dụng những cái biến thể Freestyle Push Up của lăng tre. Vì vào năm 2016, 2017, 2018 thì Thái Vũ đã vô địch Việt Nam Freestyle Push Up rồi. Và lúc đó thì vào năm 2016 thì sử dụng mấy biến thể của Freestyle Push Up bình thường thôi. Năm 2017 thì sử dụng One Arm Freestyle Push Ups. Vào năm 2018 thì sử dụng Handstand Freestyle Push Ups và đều vô địch cả 3 năm đó. Thì đã lâu lắm rồi mình chưa có thi đấu lại cái nội dung Freestyle Push Up, cũng như là cái giải đấu này. Thì mình quay lại sau sau 5 năm, đúng ta? Đúng rồi, mình sẽ trở lại sau 5 năm. Mình trở lại sau 5 năm. Trở lại sau 5 năm thi đấu. Ok. Không biết sẽ như thế nào. Tại vì trong 5 năm đó thì đối thủ chắc chắn là họ cũng đã tập rất là nhiều và cũng đã phát triển rất là tốt. Không biết mình có bắt kịp đối thủ hay là không. Mà tại vì các bạn cũng biết là trong 5 năm đó thì mình lại chuyên về mình theo đuổi handstand cũng như handbalance, thăng bằng tay ngã ngục, trong vai trò là một nghệ sĩ biểu diễn handstand đó. Trong vai trò là một nghệ sĩ biểu diễn handstand thì trong 5 năm đó thì mình chỉ tập trung vào để mà tập vào handstand, handstand push-ups hoặc là handstand một tay, và chỉ để biểu diễn tất cả mọi thứ đều là handstand thôi. Ít khi có sử dụng lại những cái freestyle push-up lắm. Mà đến hiện tại thì mình phải nâng cao cái freestyle push-up lên, tại vì sau 5 năm trở lại nếu mà mình vẫn dùng những cái push-up bình thường thì này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ không có hiệu quả, và mình cũng như mà muốn muốn thử thách bản thân mình, coi mình có đạt được cái chỉ tiêu mình đề ra, đó chính là lăng tre freestyle push-up hay là không. Thì như mình cũng cũng đã biết thì trước đó thì cái giải freestyle push-up ở Lê Thị Riêng thì mình cũng đã chiến thắng, và mình cũng sử dụng lăng tre freestyle push-up, nhưng mà nó chưa có được hoàn thiện lắm mà nó ở mức độ cơ bản sơ khai. Rồi sau đó đến được cái giải Sài Gòn Calisthenics Freestyle Push-up Championship, đến được cái giải Sài Gòn Calisthenics Freestyle Push-up Championship á, thì mình cũng phải nói sao ta, cái giải Sài Gòn Calisthenics Freestyle Push-up Championships vừa rồi vào tháng hình như tháng 9 hay tháng 10 á, thì mình cũng thắng cái giải đó. Và mình cũng sử dụng lăng tre freestyle push-up mà ở cái mức độ nó chỉ nâng lên một chút xíu, rồi nó cũng không có quá cao. Thì ngày hôm nay mình đến với giải Việt Nam Freestyle Push-up Championships Hết Đất Nghệ Thuật, giải vô địch Hết Đất Nghệ Thuật Việt Nam năm 2023, thì mình sẽ tung cái độ khó nó cao hơn một tí xíu đó. Mình hy vọng rằng là sẽ mình chỉ cần thực hiện tốt được cái bài đó của mình thôi, chỉ cần mình chỉ hy vọng là mình thực hiện tốt cái những cái chuỗi combo đó của mình và không bị trượt, không có bị xảy ra lỗi thôi là vui rồi. Mình nghĩ rằng là đối thủ như thế nào mình cũng sẽ không có quan trọng lắm, mình chỉ quan trọng là mình có thể chiến thắng được bản thân mình trong cái lúc mà mình thực hiện những cái động tác, những cái skill đó là ok rồi. Thì mình anh nói sao ta, mình luôn luôn đặt mục tiêu cho bản thân mình trong lúc mình tập luyện. Thì cái lăng tre freestyle push-up này nó là cái mục tiêu của mình, và mình cảm thấy rất là may mắn khi mà đến cuối năm nay cũng vừa lúc là có cái giải Việt Nam Freestyle Push-up Championships này, để mình có dịp mình được sử dụng hết khả năng, cái khả năng lăng tre freestyle push-up mà mình tập luyện trong suốt một năm nay, trong suốt một năm nay. Còn như những cái mà mình nói ban đầu thì đến hết năm nay thì mình sẽ khép lại cái chặng đường tập luyện handstand cũng như biểu diễn hoặc là thi đấu handstand của mình, để mình tập trung hẳn sang luôn các skill khác của calisthenics cũng như là lăng tre đó. Em chào thầy, chúc thầy cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.
À, em cảm ơn chị Dung rất là nhiều. Làm cách nào để giữ frost stain lâu ạ? Frost stain thì rất là ok. Cảm ơn mọi người đã xem phiên live ngày hôm nay nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thật sự rất là trân trọng mọi người nha. Ok. Thì frost stain đi mà giữ lâu thì mình nên tập cái cổ tay cho nó khỏe. Tập cái cổ tay cho nó khỏe là ok. Theo mình thấy là như vậy ha. Tập cái cổ tay cho nó khỏe thì giữ được lâu hơn. Tập cơ cẳng tay nữa và tập pull push up nhiều, tập cơ vai nhiều thì từ đó sẽ giữ lâu. Nói chung là frog stand nó cũng chỉ cần cái nền tảng, cái basic cơ bản vững thôi là mình có thể giữ tốt. Và giữ chủ yếu là giữ bằng bằng phần cổ tay. Frog stand là cái cơ bản đầu tiên để tập lên những cái khác như handstand hoặc là tuck lunge. Ok. Thì chỉ còn bao nhiêu lâu nữa ta? Ok, chỉ còn một tiếng nữa thôi là mình sẽ bước đến cái thi đấu cái giải Việt Nam Freestyle Push Up Championship. Con cảm thấy mình thật sự mình cũng không biết sẽ có thi đấu tốt hay là không, bởi vì trong suốt một tuần qua thì mình biểu diễn nhiều, mình đi biểu diễn nhiều và cũng đi nhảy nhiều thì mình đã sử dụng cơ thể mình rất là nhiều, coi như việc công việc của mình nó mọi thứ nó đều liên quan đến thể chất hết. Và mình sử dụng thể chất, sử dụng cơ bắp rất là nhiều. Đó, không biết nó có hồi phục kịp hay là không để cho cái giải đấu lần này. Ngày hôm qua thì mình cũng có một cái phiên live tâm sự với các bạn vào lúc 7 giờ tối thì phải, vào lúc 7 giờ tối. Thì cũng được mọi người hưởng ứng rất là nhiều, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì ngày hôm qua là một ngày nghỉ đó, hôm qua là một ngày nghỉ, còn hôm để cho cơ bắp nó hồi phục thì mình hy vọng là hôm qua nó đã giúp cho cơ bắp mình nó hồi phục tốt rồi, hy vọng hôm nay mình có sẽ bung được hết sức với lại là cái mảng planche freestyle push ups để thi đấu cái giải Việt Nam Freestyle Push Up Championships năm 2023 vào ngày hôm nay. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi cái chặng đường tập luyện calisthenics và thi đấu calisthenics của Thế Vũ nhé. Ok. Chúc anh may mắn, anh cảm ơn em rất là nhiều. Anh cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem phiên live ngày hôm nay. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ. Thầy của em chúc thầy đạt được kết quả cao. Em cảm ơn chị Dung rất nhiều. Em cảm ơn chị Dung. Ok. Xin chào mọi người. Chào mọi người đã đến với phiên live ngày hôm nay. Một điều nữa mình cảm thấy cũng rất là vui, bởi vì calisthenics ai đây ta? Ok, làm cách nào để kê đầu handstand ạ? Kê đầu handstand là headstand, headstand thì cái tripod handstand, tripod headstand đó thì headstand ba điểm tựa thì ban đầu tập lót có thể đội cái nón len vô tập cho nó không có đau, cho nó không có đau cái đầu. Rồi tập từ từ là sẽ đầm được. Chúc bạn may mắn. Mình thấy calisthenics hiện tại cũng rất là vui, bởi vì cũng có rất là nhiều bạn trẻ theo tập luyện mà nó đã dần phổ biến hơn so với cái hồi thời đầu mà mình mới tập vào năm 2014, 2015 á. Thì lúc đó chưa có nhiều người tập, bây giờ thì nó đã dần phổ biến đối với lại là giới trẻ rồi. Đối với giới trẻ ở Việt Nam thì cái đó cũng là một cái tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên chúng ta cần phải phát triển nó theo nhiều hướng và theo một cái hướng văn minh hơn. Tại vì nói cho đúng thì calisthenics thì nó vẫn là một cái vẫn là một cái hình thức tập luyện tự phát. Cho nên là thật sự mà nói thì chưa có ai dìu dắt nó đi theo một cái hướng đúng hết. Thông thường mọi người tập tự phát và dễ gặp nhiều chấn thương, cũng như là hay so sánh giữa người này tập với người kia tập, và hay so sánh bản thân như vậy là người này người nọ đó, thì mình thấy cái đó là
Một phần là do các bạn mới lớn, các bạn thích thích hơn thua và thích có cái sự hiếu thắng cũng như là cái tôi cao đó, mà thiếu đi những cái người dẫn dắt theo cái hướng đúng, và hoặc thậm chí những cái người dẫn dắt đó người ta cũng không hẳn là người ta có thật sự là một cái tiếng nói đủ lớn để mà nói cho người khác nghe. Hiện tại thì theo mình thấy thì cái cộng đồng calisthenics và siêu cao nó sao ta càng ngày càng nhiều người theo tập, nhưng mà cái việc mà nó dẫn đến, tức là mình thấy nó rất là phức tạp, mình thấy nó không 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 cũng 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 không hẳn phức tạp, mà là giống như là những bạn mới lớn, mình nói những bạn mới lớn thì cái tôi cao hay là gì đó thì hay tập hay so sánh này kia, mặc dù mình biết tập calisthenics các cái skill nó rất là quan trọng, nhưng mà mỗi người thì phải nói sao ta? Mỗi người thì có mỗi cơ thể cũng như là có mỗi cái tình trạng xuất phát hoặc là cái background hoặc là những cái yếu tố nó khác nhau đó, cho nên là mình nghĩ rằng là tập calisthenics là để chúng ta hoàn thiện bản thân, chúng ta hoàn thiện cái khả năng thể chất của chúng ta, nó hoàn thiện cái khả năng thể chất của chúng ta, chứ không phải là chúng ta lấy để chúng ta so sánh giữa người này với người kia, hay là so sánh giữa mình hơn hay là kém hơn, hoặc là để hơn thua đó. Đó là một cái tư duy mà mình thấy nên thay đổi ở trong cái cộng đồng calisthenics và siêu cao ở Việt Nam. Đó đó là mình thấy như vậy. Thật sự mà nói thì rất là khó, mình biết là rất là khó để các bạn có thể thay đổi cái tư duy đó. Đây một phần các bạn cũng mới lớn, các bạn cũng còn nhỏ, chưa có trưởng thành, cho nên là thật sự là cũng cũng không ai trách, cũng không ai trách mấy bạn, cũng không có ai trách khi mà mấy bạn thích hơn thua, thích cái sự háo thắng hoặc là so sánh giữa người này với người nọ đó. Cá nhân mình thì mình cảm thấy vui khi mà được nhiều người, mặc dù mình không có quá mạnh ở bên calisthenics, mình không phải là quá mạnh bên calisthenics, mà mình mạnh về handstand và mình chuyên về handstand đó, nhưng mà cũng được rất là nhiều cũng được mọi người trong calisthenics biết đến và quan tâm, cũng như là theo dõi cái chặng đường của mình, cũng như có người cũng yêu thương và ủng hộ nữa. Đó là cái điều mà mình cảm thấy rất là trân trọng, những cái sự yêu mến của các bạn dành cho mình, thì đó là vì sao mà mình cũng cố gắng tập luyện nhiều và không bao giờ mình bỏ được cái calisthenics, không bao giờ mình bỏ calisthenics và mình luôn luôn tập luyện, bởi vì theo mình thấy cái thể chất của mình luôn luôn được phải được tập luyện, mà cái cách tập luyện đơn giản nhất đó chính là tập luyện calisthenics, cũng như là cái skill của nó mình chưa có hoàn thiện được thì mình phải cố gắng mình tập nhiều đó. Thì mình nghĩ rằng là ít nhất ở cái mảng handstand thì mình tốt được ở cái mảng handstand thì có thể giúp được các bạn ở cái mảng handstand. Thì nói về clip hướng dẫn thì mình đã ra rất là nhiều clip hướng dẫn ở trên kênh rồi, thì mỗi clip thì mình đều hướng dẫn chi tiết nhất theo cái kinh nghiệm của mình, hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn tập luyện calisthenics đến sau. Ok, chỉ còn một tiếng nữa thôi mình sẽ chính thức bước vào mình thi đấu giải Việt Nam Freestyle Push-Up Championships đó. Mình sẽ cố gắng hết sức, mình sẽ cố gắng chiến đấu vì vì động lực và niềm tin từ các bạn luôn ủng hộ Thế Vũ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, Ok, xin chào mọi người đang xem phiên live ngày hôm nay. Còn bình thường thì mình không có hay đọc comment, hay là mình cũng không có để ý những cái chuyện xung
xung quanh trên mạng xã hội gì nhiều, tại vì mình tập trung vào việc là mình tập luyện thôi, mình tập trung vào cái việc là mình tập luyện, còn lại thì những cái thứ ở trên mạng xã hội là đều có trợ lý và quản lý của mình sắp xếp, và coi như là đăng video hay là những cái hình ảnh hay clip của mình đều có quản lý rồi gì họ kiểm soát những cái trang mạng xã hội của mình hết. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cái năm nay thì mình không phải đi show truyền hình nhiều. Năm nay thì mình không phải đi show truyền hình nhiều như là những năm trước. Đó. Cho nên là nhưng mà bù lại thì mình lại phải có lịch dạy cũng như là lịch biểu diễn ở những cái show khác nhiều hơn. Đó. Và nói chung là để mình chạy cái deadline là hết năm nay, là hoàn thành cái chặng đường mà tập luyện và biểu diễn thi đấu handstand của mình để tập trung hơn vào những cái skill khác trong calisthenics. Đó. Đặc biệt là plank chair. Mình rất là thật sự là cái mục tiêu của mình hiện tại là muốn tập cho nó tốt cái lăng tre. Cái lăng tre mình vẫn chưa có tốt. Cái handstand mình thì rất là tốt và cái lăng tre của mình thì chưa có tốt, tại vì mình cũng chỉ mới bước chân vào lăng tre được có 1 năm thôi. Mà cái lăng tre thì theo mình thấy muốn tốt nó phải 2 năm là bắt đầu có cảm giác, rồi 3 năm là bắt đầu tốt lên được, rồi sau đó những cái năm sau rồi để hoàn thiện và cực kỳ vững nó nên nó cũng cần thời gian. Thì trước đó thì mình dành thời gian để mình tập cái mảng handstand nhiều, nhất là cái one arm handstand. One arm handstand thì nó cực kỳ gian nan đó, nên là cái thời gian trước đó mình đã dành để tập one arm handstand rồi, tập handstand một tay rồi. Hello. Xíu nữa có thể mình sẽ đeo kính đen mình thi đấu luôn. Đó, xíu nữa có thể là đeo kính đen đi để thi đấu. Ấy cha. Ok, thì cái đây là cái outfit để mình thi đấu vào lát nữa. Ok. Cố lên. Hồi nó phải khởi động làm nóng thật là kỹ. Giữ cho cơ bắp luôn 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 fresh và sau đó chiến. Ok, wow, về cái cách tập và freestyle push up thì nó có rất là nhiều cách tập, nhưng mà theo mình nghĩ thì cái freestyle push up mình đi thấp nhất từ những cái push up cơ bản ban đầu, nâng lên one arm freestyle push up, rồi nâng lên handstand freestyle push up, rồi nâng lên plank chair freestyle push up. Đối với mình hiện tại thì mình đang cố gắng tập luyện ở cái mảng plank chair freestyle push up đó, và mình sẽ thi đấu vào 5 giờ chiều nay và sử dụng cái plank chair freestyle push-ups. Em tập được gần 2 tháng, anh lắp được tấp plank có ổn không anh? Ok, bạn nhớ bạn tập basic nhiều và tập vai nhiều cho nó khỏe thì bạn sẽ tập là plank tốt hơn. Nói chung là cái khoảng thời gian mà từ tấp plank để mà ra straddle plank rồi ra được full plank nó sẽ mất cái khoảng thời gian cũng rất là lâu, chúng ta phải rất là kiên trì với nó. Nhưng mà theo mình nghĩ tốt hơn hết chính là cái nền tảng basic vững chắc. Cái nền tảng basic vững chắc đó. Theo mình thấy thì nếu mà mới tập thì những ngày tháng đầu tiên thì chúng ta nên tập vững basic rồi sau đó chúng ta sẽ basic ở đây mình nói là cái basic, những cái basic cơ bản nhất trong calisthenics á, tập cho nó vững trước hết. Hoặc là thậm chí tập thêm hypertrophy, tập cho cơ, tập về độ dày cơ nữa, thì chúng ta tập skill nó sẽ hiệu quả và nhanh chóng hơn. Anh ơi tập những bài tập vai nào ạ? Thì handstand push-ups, 90 degree handstand push-ups, plank chair push-ups đó, hoặc là handstand press nè, rồi plank chair press.
Ok, những cái bài vai nào mà có thể tận dụng tốt trong calisthenics mà nó nặng thì đều sử dụng được hết. Ok, bạn có thể tập bài nào tập thì các bạn có thể tập plank push-up, sau đó tập handstand push-up dựa tường đó, chẳng hạn như vậy. Thì có rất là đa dạng những cái bài vai, có rất là đa dạng nhiều cái bài vai khác nhau, nhưng mà tùy vào cái mức độ tập luyện. Thì ví dụ như đối với mình, cái basic nhất của mình đó hiện tại về tập vai đó là handstand push-ups đúng không? Sau đó là 90 degree handstand push-ups, đó rồi sau đó mới đến planche push-ups đó. Thì sau này tùy cái mức độ nó sẽ tăng lên. Cái basic đó, nó sẽ không có cố định, cái basic nó sẽ không có cố định. Ví dụ như là ban đầu mới người mới tập thì là sẽ là plank push-up, và sau đó tăng lên cái basic thành thành là handstand dựa handstand push-up dựa tường, rồi sau đó mới tới được handstand push-up không dựa tường, rồi tăng lên là 90 degree handstand push-up, rồi tăng lên planche push-ups đó, shoulder plank push-up nè, full plank push-up nè, rồi mới tới press. Có một cái bài mà mình thấy rất là tốt cho cơ vai với cơ lưng dương. Cảm ơn những người xem ở đây ha. Bạn muốn tập handstand tốt á, thì bạn nên tập handstand tốt thì tập cơ lưng dưới, tập core khỏe là ok. Đó. Cách để tập handstand tốt. Thì ok, thì ban tổ chức mới vừa gọi điện cho mình và liên hệ mình chuẩn bị thi đấu giải planche push-ups. Thì mình nghĩ là bây giờ mình chuẩn bị là mình phải có mặt ở giải đấu. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì mình chuẩn bị thi đấu giải Việt Nam Freestyle Push-up Championships. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi phiên live ngày hôm nay. Và cũng như là ủng hộ Thế Vũ trên con đường tập luyện calisthenics. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì một chút xíu nữa 5 giờ Thế Vũ sẽ thi đấu, hay ban tổ chức mới vừa gọi. Nói giờ tại sao cái phiên live vừa rồi nó mới vừa bị ngắt quãng là do ban ban tổ chức gọi tới để liên hệ mình đến địa điểm thi đấu. Thì hiện tại chắc mình sẽ phải xuống phiên live ngay bây giờ để mà chuẩn bị cho việc khởi động tập luyện và thi đấu planche freestyle push-up. Mình sẽ sử dụng plank chair freestyle push-up để thi đấu. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi phiên live ngày hôm nay nha. Rất là trân trọng mọi người đã đón xem mà Thái Vũ và ủng hộ Thái Vũ trong vai trò là một vận động viên calisthenics. Ok, thank you so much. Chúc các bạn một buổi chiều thật là vui vẻ. Và nếu mà có thể thì mình sẽ live được khi nào mà mình có thời gian ha. Thì khi mà mình thi đấu xong cái giải này thì có thể thi đấu xong thì để coi cái lịch trình sẽ như thế nào. Thi đấu xong chắc cũng cỡ đến 5 giờ mình thi đấu, đến 6 giờ rưỡi hoặc là 7 giờ đó mình sẽ thi đấu xong. Ok, cảm ơn mọi người đã chúc những cái lời may mắn để mình có thể thi đấu tốt cái giải vào chiều nay, giải Việt Nam Freestyle Push-up Championships, giải giải vô địch hít đất nghệ thuật Việt Nam năm 2023. Chuẩn bị thi đấu rồi mấy bạn ơi, chuẩn bị quyết tâm cố gắng. Thế Vũ sẽ cố gắng thi đấu bằng tất cả niềm tin cũng như là động lực từ mọi người luôn ủng hộ Thế Vũ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok. Ok, Thế Vũ sẽ chuẩn bị xuống cái phiên live này và hẹn gặp các bạn tại giải đấu. Nếu mà có clip thì Thế Vũ sẽ cố gắng up clip lên sớm nhất có thể để mọi người có thể xem được cái phần thi của Thế Vũ. Lần này Thế Vũ sẽ sử dụng planche freestyle push-ups. Ok. Là những cái biến thể push-up kiểu planche. Ok ha. Ok, mình phải đi rồi, chuẩn bị di chuyển đến địa điểm thi đấu. Cũng may là địa điểm thi đấu nó cũng gần đây thôi, chứ nó cũng không có rất là xa. Ok, mình chuẩn bị gặp những đối thủ và chuẩn bị chiến hết sức nào. Ok nha. Sau khi mà mình thi đấu xong thì mình nghĩ là mình sẽ thi đấu xong rồi mình sẽ trở về nhà. Và nếu như có thời gian rảnh vào buổi tối nay, nếu như mình có thời gian rảnh nha, thì mình sẽ tiếp tục lên phiên live và cho những cái review về cái giải đấu mà mình vừa mới đấu. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem phiên live. Hẹn gặp các bạn trong một phiên live sớm nhất có thể nhé. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình là Lê Phạm Thế Vũ đây. Bye bye.